Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review luyện khí 10 vạn năm tập 396. Ở cuối tập trước, sau khi tóm lại, tất cả truyền thừa thần cấp thiết lập quan hệ với đại lục chúng ta đều sẽ trồng luân hồi cổ thụ ở chỗ này. Các ngươi muốn giao tiếp với mạch nào, phải tìm được hồn trụ lực tương ứng, đạt được sự tán thành của bọn họ, sẽ có thể mở ra ràng buộc với tương ứng với thế lực của nhất mạch này. Long Khôn liếc mắt nhìn chung quanh nói, vậy hiện tại, hồn trụ lực mục đồng của ác ma nhất mạch đã bị lão đại giết chết. Hồn trụ lực của Mộng Yểm Diêm La nhất mạch gây họa cho Tam Thiên Đạo Châu. Hiện tại còn chưa xuất hiện, nhưng cây cổ thụ tương ứng cũng đã bị chặt đứt, xem ra thế lực hai mạch này hiện tại chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta. Chi Mộng Nữ Thần, chỉ đường cho chúng ta đi, thay vì ngồi chờ chết ở đây, chi bằng chủ động xuất kích thoải mái hóa giải những ân oán này. Chi Mộng lại lắc đầu, thật xin lỗi, là thủ hộ giả của Vân Mộng Trạch, ta gánh vác sứ mệnh này đã mấy chục vạn năm. Tuyệt đối không thể chủ quan thiên vị bất kỳ nhất mạch nào, các ngươi muốn hóa giải ràng buộc hoặc là thành lập ràng buộc với một truyền thừa thần cấp nào đó đều phải dựa vào chính các ngươi. Điều duy nhất ta có thể làm chính là cung cấp cho các ngươi một ít tin tức cơ bản. Từ Dương bất ngờ đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Chi Mộng. Ngươi vừa mới nói tiểu hoa chưa chết, được thiên sứ nhất mạch che chở, vậy nàng hiện tại ở đâu? Ta làm sao có thể tìm được nàng, cứu nàng trở về? Bàn tay trắng như ngọc của Chi Mộng khẽ giơ lên, luân hồi cổ thụ tương ứng với thiên sứ nhất mạch tản mát ra ngân sắc quang mang nhàn nhạt. Các ngươi tuy rằng không tìm được hồn trụ lực của thiên sứ nhất mạch, nhưng thiên sứ chi tâm chính là ràng buộc cường đại mà Tu La Thần đã cùng thiên sứ nhất tộc thành lập. Hiện giờ ngươi hoàn chỉnh kế thừa truyền thừa Tu La Thần, chắc là có thể dựa vào cỗ lực lượng này đánh thức luân hồi phong ấn, đạt được thiên sứ nhất tộc đáp lại. Nếu như bọn họ cho ngươi cơ hội này, sau khi ngươi tiến vào lĩnh vực thiên sứ nhất tộc, có thể gặp lại Tiêu Dao đạo quân. Nghe được cách nói này, Từ Dương không chút do dự lập tức đi tới trước mặt cây cổ thụ đó, cực kỳ nghiêm túc đánh ra một đạo hồn niệm hướng về vị trí trung tâm của con mắt phong ấn. Nhưng mà khu vực trung tâm của con mắt phong ấn gần như chỉ biến đổi màu sắc, phong ấn cũng không có thật sự bị hòa tan. Ngay khi Từ Dương cảm thấy bối rối, Sư Lăng Vân người không có bất kỳ động tác gì trong khoảng thời gian dài. Tiến lên không nói hai lời trực tiếp xuất ra thần khí Thánh Đạo Thiên Âm, mượn cửu khiếu linh lung tâm tấu lên vô số nốt nhạc, dùng âm nhận được thực chất hóa vây quanh luân hồi cổ thụ này. Thiên phú thật kinh người, tâm tình của tiểu cô nương này đã không hề thua kém ta chút nào. Hơn nữa hình như nàng đã tạo ra màu sắc của riêng mình, còn trẻ tuổi như vậy cũng đã có thể đạt tới cảnh giới như đó, hậu sinh thật đáng sợ. Chi Mộng nhìn Sư Lăng Vân vài lần, là hai người có được cửu khiếu linh lung tâm mạnh nhất đại lục, Chi Mộng có một loại cảm giác yêu thích đối với hậu bối Sư Lăng Vân. Nhìn nàng thành thạo khống chế thần khí Thánh Đạo Thiên Âm như thế, đánh ra thanh âm linh hồn có chất lượng cao như vậy, Chi Mộng đối với nàng sinh ra hứng thú cực lớn. Quả nhiên, dưới sự trợ giúp cầm âm của nàng, đại thụ này rất nhanh đã xuất hiện khí titanium scoop dao động, mà chuyện này có quan hệ nhất định với việc cuối cùng tiểu hoa biến mất ở trong cơ thể Sư Lăng Vân. Dựa theo cách nói của Chi Mộng, tiểu hoa đã đạt được thiên sứ lực ưu ái, bởi vậy trên người Sư Lăng Vân chắc là cũng có một bộ phận thiên sứ bổn nguyên. Cũng vào giờ khắc này, thiên sứ Minh Nguyệt Tâm của Từ Dương lại lần nữa ngưng tụ. Hai người đồng thời dùng phương thức của mình tạo ra ràng buộc với thiên sứ. Rốt cuộc trong nháy mắt tiếp theo hoàn mỹ hòa tan phong ấn giữa đại thụ này, hoàn mỹ rót cỗ lực lượng chi nguyên này vào trong luân hồi cổ thụ. Trong lúc hoảng hốt, theo phong ấn ở giữa cây cổ thụ biến mất, con mắt khổng lồ cũng được ban cho sinh mệnh lực và bắt đầu nhấp nháy. Nhân loại, các ngươi cũng không phải là thiên sứ hồn trụ lực, cho nên không thể được ta phục vụ. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh nhìn con mắt to lớn này, vậy ngươi có nhận ra Tu La Thần không? Đại thụ rõ ràng nghiêm túc vài phần, ngươi và Tu La Thần có quan hệ gì? Từ Dương không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp từ sau lưng nâng lên Minh Nguyệt Tâm đồ đằng. Hình dáng thân thể nhanh chóng biến thành màu xám trắng, lần nữa biểu hiện ra thần cấp khí tức dao động của Nguyệt Ảnh Tu La. Thì ra là người kế thừa Tu La Thần, trên người ngươi có nguyệt ràng buộc của thiên sứ nhất tộc ta, mặc dù ngươi không phải hồn trụ lực, nhưng ta có lý do cung cấp cho ngươi sự trợ giúp nằm trong khả năng của mình. Xin nói ra yêu cầu của ngươi. Ta muốn tiến vào thiên sứ lĩnh vực, tìm kiếm đồng bọn của ta. Cây cổ thụ im lặng một lát nói, điều này chỉ sợ đã vượt quá thẩm quyền của ta. Phải biết rằng, mở ra thông đạo tiến vào thiên sứ lĩnh vực là cần lực lượng truyền thừa dòng chính của thiên sứ nhất mạch gia trì, chỉ dựa vào một mình ta và các ngươi. Không có biện pháp định vị chính xác tọa độ vị diện đi đến thiên sứ lĩnh vực, dù sao trong các ngươi cũng không có cường giả thần cấp chân chính như Tu La Thần, không cách nào thực hiện đơn phương nhập giới. Long Khôn vẻ mặt khó hiểu nói, vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao mới có thể liên lạc được với người bên phe thiên sứ đây? Có hai biện pháp. Thứ nhất, chờ người của thế lực thiên sứ nhất mạch chủ động hạ mệnh lệnh với ta, ta trước tiên cung cấp liên kết cho các ngươi, như vậy các ngươi có thể đạt thành câu thông. Đương nhiên, tính toán thời gian một chút, lần trước thiên sứ nhất hạ mệnh lệnh xuống, đã hơn 100 năm trước, các ngươi cũng sẽ không ở chỗ này chờ đợi 100 năm. Long Khôn rũ mí mắt, mau nói phương pháp thứ hai đi, lão già ngươi có thể đáng tin một chút hay không? Biện pháp thứ hai rất thực tế, tìm được thiên sứ hồn trụ lực, được nàng tán thành, nàng có thể trực tiếp thông qua ta mở ra vị trí, dẫn các ngươi tiến vào thiên sứ lĩnh vực. Long Khôn vừa nghe lời này xù lông tại chỗ, ngươi giống như tên vừa rồi bị lão đại ta chém vậy. Đùa chúng ta vui vẻ sao?
Đại lục này lớn như vậy, chúng ta làm sao biết ai là thiên sứ hồn trụ lực? Lão thụ không chút hoang mang chậm rãi mở miệng, ta có thể cung cấp cho các ngươi nội dung cụ thể nhiệm vụ lần trước của nàng. Các ngươi có thể dựa theo manh mối trong đó đi tìm, dựa vào thực lực của những người các ngươi, tìm một người chắc là không tính là khó khăn. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không làm được, cho dù đưa các ngươi đến thiên sứ lĩnh vực, các ngươi chẳng phải là đi chịu chết sao? Phải biết rằng, ở lĩnh vực thần tộc, bọn họ thập phần khinh thường nhân tộc các ngươi, bởi vì toàn bộ đại lục đều là hạ vị không gian truyền thừa thần cấp. Các ngươi ở trong mắt bọn họ như sinh vật cấp thấp, cùng A Miêu A Cẩu không có gì khác nhau, mặc dù thiên sứ nhất tộc đối với đại lục tương đối hữu hảo. Nhưng đó chỉ là do lựa chọn vị trí chiến lược mà thôi, chênh lệch giai cấp chỉ có thể dùng thực lực bù đắp. Nếu ngay cả tìm một người cũng không tìm được, các ngươi lấy tư cách gì đối mặt với sinh mệnh thể cường đại hơn? Tạm thời coi đây là một phần khảo nghiệm đối với các ngươi đi. Long Khôn còn định kêu bíp bíp vài câu, lại trực tiếp bị Từ Dương ngăn cản. Có thể, chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm này, truyền manh mối cho chúng ta đi. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là người nhận truyền thừa Tu La Thần, sự quyết đoán và dũng khí quả nhiên phi phàm. Lão thụ còn có chút ngạo kiều, con mắt cực lớn nhìn chằm chằm Long Khôn đang đứng ở một bên, sau đó nhanh chóng ở trước mặt mọi người ngưng tụ ra một đạo băng lam sắc quang mang thập phần cường đại. Hào quang thần thánh đặc thù của thiên sứ trong nháy mắt hiển hiện, tiếp sau đó, hào quang này hình thành một đạo lạc ấn linh hồn, tràn vào trong thế giới linh hồn của Từ Dương. Băng xuyên di tích. Từ Dương lão đại lập tức đánh ra một đạo linh hồn cùng hưởng, mọi người trong đội đều nhận được nội dung lạc ấn như nhau. Thì ra, hồn trụ thiên sứ hơn trăm năm trước, nhận nhiệm vụ tìm kiếm phần còn lại của băng xuyên đã biến mất trên đại lục từ mấy chục vạn năm trước. Dựa theo nội dung của đạo hồn này ghi chép lại, băng xuyên di tích ở vô số năm trước thuộc băng xuyên quốc độ với nền văn minh trình độ cao, tồn tại độc lập thuộc một phiến hải dương cực bắc đại lục. Đồng thời trong nền văn minh băng giá đó, không ít tu sĩ có thiên phú tu luyện thuộc tính băng cực cao đã từng tu luyện đến cực cảnh, thậm chí nghe nói tu luyện tiếp cận được vĩnh hằng pháp tắc. Có điều sau này vì người đại lục trải qua biến cố như long kiếp, băng xuyên quốc độ mới dần dần dưới tác động của hải dương rời xa người đại lục, cuối cùng dần dần bị văn minh đại lục lãng quên. Hiển nhiên thiên sứ nhất mạch muốn tìm tòi nghiên cứu văn minh huyền bí của băng xuyên quốc độ cho nên mới phái hồn trụ điều tra, không ngờ trăm năm cũng không có tin tức. Dựa theo lời Chi Mộng nói, nếu như hồn trụ vẫn lạc, thần truyền thừa đối ứng sẽ lập tức đạt được cảm ứng. Dù sao hồn trụ bản thân chính là kết quả trói chặt giữa linh hồn và thần lực truyền thừa, sau khi linh hồn vẫn lạc, thần lực ở trạng thái bị trói chặt sẽ lập tức được giải trừ. Mà tên kia từ đó đến nay vẫn không có động tĩnh, điều này cho thấy hồn trụ thiên sứ vẫn chưa chết, nhưng đến bây giờ còn chưa trở về. Hơn phân nửa là đang bị nhốt, bởi vậy luân hồi cổ thụ mới đưa ra nhiệm vụ thí luyện dạng này, mượn nhờ sức mạnh của đội Từ Dương, mang hồn trụ thiên sứ trở về. Vì muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Hoa lần nữa, tất nhiên Từ Dương sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì, dù có lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng không do dự. Đi thôi. Từ Dương chỉ nhàn nhạt nói, hắn vung tay lên, lần nữa triệu hoán linh thuyền, lơ lửng trên không trung rừng rậm Vân Mộng Trạch. Chi Mộng nữ thần tỷ tỷ, trong thời gian tới nhờ tỷ chiếu cố bên này, nếu như ác ma nhất tộc và Mộng Yểm Diêm La có động tĩnh, hy vọng tỷ có thể gửi tín hiệu đến chúng ta sẽ lập tức trở về giải quyết phiền phức. Chi Mộng cười nhẹ gật đầu, hiểu rồi, dù các ngươi có muốn trốn tránh, ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Đây chính là cục diện rối rắm do các ngươi lưu lại, đương nhiên các ngươi phải tự mim string đến dọn dẹp rồi. Lần này tiến về băng xuyên di tích, Từ Dương chỉ đem 3 người trong đoàn đội trực tiếp rời khỏi Vân Mộng Trạch, cũng không chào hỏi 7 người. Mà lúc gần đi, Linh Giao đã để lại thanh bảo kiếm bên người nàng như một phương tiện để truyền đạt hồn niệm đưa cho Chi Mộng, bảo nàng ta đưa dùng cho Vân Thu. Dù nói thế nào, nguy cơ của Vân Mộng Thành cũng tạm thời được hóa giải, mấy người trong đội Từ Dương cũng vì vậy mà bắt đầu hành trình mới. Tuy nhiên đây chỉ là tình tiết theo phương hướng chung, nhưng mấy người Long Khôn luôn cảm thấy hành trình này chắc chắn sẽ không đơn giản như bọn họ nghĩ. Dù sao băng xuyên di tích đã rời khỏi đại lục nhiều năm như vậy, không biết chúng có còn tồn tại hay không. Sức mạnh hồn trụ thiên sứ sao giống người phàm tục. Dù không chết thì nơi có thể giam giữ nàng ta cũng tuyệt không đơn giản, lần này tiến ra biển tìm kiếm băng xuyên di tích, mức độ nguy hiểm thế nào có thể nghĩ ra được. Nhưng đối với đội của Từ Dương mà nói, vì Tiểu Hoa, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Mọi người lấy linh thuyền, đi vào khu vực linh mạch cực bắc băng nguyên, tuy nơi này người ở thưa thớt, hoàn cảnh ác liệt nhưng luôn có một nhóm người dựa vào việc đánh cá để mưu sinh. Sau khi mấy người Từ Dương đến biên giới cực bắc, họ đã nhanh chóng liên lạc với đội đánh cá quy mô lớn nhất nơi này. Đứng đầu là cường giả trung niên mặc giáp da gấu, tên Gia Thác, bản thân là cao thủ độ kiếp sơ cảnh. Nhưng hắn có một thân công pháp không đơn giản, có thể sinh tồn ở một nơi cực lạnh này, nội tình cũng phải mạnh hơn cao thủ đại lục ngang cấp. Đạo lý rất dễ hiểu, những mãnh thú trưởng thành trong hoàn cảnh ác liệt sẽ có lực chiến đấu mạnh hơn nhiều những mãnh thú trưởng thành ở trạng thái thoải mái. Bởi vì bọn chúng phải trải qua hoàn cảnh khiêu chiến sinh tồn tàn khốc và ác liệt hơn, sự cạnh tranh áp lực cũng lớn hơn. Cho nên bọn họ trưởng thành sẽ càng mạnh hơn, thể hiện qua sức chiến đấu càng thêm dã tính. Có thể nhìn ra được tu vi của các ngươi đều cao hơn chúng ta, cũng đều là nhân vật mạnh mẽ ở đại lục, ta chỉ muốn biết lần này các ngươi đi vào khu vực cực bắc băng mạch là có chuyện gì. Ra biển, chỉ cần có thể cho chúng ta một chiếc thuyền,
chúng ta có thể trả cho ngươi bất cứ giá nào. Gia Thác khẽ cười một tiếng, nếu như ta không đoán sai, mục đích của các ngươi rất có thể là băng xuyên di tích, ta nói đúng không? Ngươi rất thông minh, đúng như vậy thì ngươi có nguyện ý hỗ trợ chúng ta không? Long Khôn với khuôn mặt khinh bạc nói một câu. Thật có lỗi, chỉ sợ không giúp gì được các ngươi rồi. Băng xuyên di tích ở sâu trong hải dương, cách cực bắc đại lục này không chỉ khoảng cách rất xa, căn bản không phải là nơi các ngươi muốn đi là có thể tìm tới. Quan trọng hơn, thuyền của ta cũng cần phải có thủy thủ khống chế, loại địa phương đó người của chúng ta tuyệt sẽ không tiến đến, các ngươi nên tìm biện pháp khác đi thì hơn. Gia Thác nói xong liền muốn quay người rời đi, nhưng mà Từ Dương lão đại không cho hắn cơ hội để đi. Nơi này chắc hẳn cũng chỉ có thế lực của một mình các ngươi đưa người ra biển, ngươi bảo chúng ta suy nghĩ biện pháp khác, không phải đang nói đùa chứ? Từ Dương lão đại từ đầu đến cuối đều không hoàn toàn bại lộ khí tức của mình, điều này làm cho Gia Thác có mấy phần kiêng kỵ tên gia hỏa tồn tại cấp lãnh đạo này. Thế nào, nếu theo cách của ngươi nói thì ta không có tư cách cự tuyệt sao? Từ Dương hừ lạnh, nói, đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt, nhưng chúng ta cũng có năng lực để cho ngươi thỏa hiệp. Không nói dối gì ngươi, chuyến này chúng ta nhất định phải đạt được mục đích, băng xuyên di tích chúng ta phải đi. Đã gặp được các ngươi thì thuyền này ngươi bán cũng được, không bán cũng tốt, sợ là đã không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thủy thủ chúng ta có thể không cần, chỉ cần một chiếc thuyền, đối với ngươi cũng không khó khăn như vậy chứ. Gia Thác không nói nhảm nhiều, đồng tử trong nháy mắt biến thành màu lam đậm, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một thanh quyền trượng. Nếu các ngươi đã không biết điều, vậy ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh để khuyên các ngươi lui bước rồi. Thấy được Gia Thác cũng không phải hạng người bình thường, nhẹ nhàng vung tay, quang cầu trên đầu pháp trượng trong nháy mắt bộc phát ra một đạo ánh sáng lam vô cùng chói mắt. Cái gì? Thủ đoạn gì thế này? Lão đại, sao trước giờ ta chưa từng thấy bao giờ? Sắc mặt Sư Long Vân lạnh đi mấy phần, truyền thừa triệu hoán thuật nhất mạch. Ha ha, tiểu cô nương, kiến thức của cô nương không tệ, chính là triệu hoán thuật hệ băng, đã biết sự lợi hại của ta còn không mau rời đi. Từ Dương lại cười phá lên, hiểu biết và sợ hãi đến giờ vẫn luôn không cùng một chủ đề, ta thật muốn xem ngươi có gánh vác được sức mạnh của ta không. Đến đây thì cũng khép lại tập 396 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.